kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video để tìm hiểu dược liệu, tác dụng và liều lượng. Mời bà con và các bạn nghe chi tiết sau đây. Và sau đây thì kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con một số bài thuốc được chữa bệnh từ dược liệu hương nhu, đó là cách theo dân gian. Và để biết được cái hương nhu này chữa được những cái bệnh gì thì mời bà con nghe 15 phần công dụng của dược liệu hương nhu. Một là tốt cho mắt từ hương nhu. Hai, cải thiện chức năng tim từ hương nhu. Thứ ba, hỗ trợ tiêu hóa từ hương nhu. Thứ bốn, giảm lượng đường trong máu từ hương nhu. Thứ năm, thuốc chống côn trùng và muỗi từ hương nhu. Thứ sáu, điều trị nhiễm nấm từ hương nhu. Thứ bảy, điều trị tiêu chảy từ hương nhu. Thứ tám, đặc tính chống viêm từ hương nhu. Thứ chín, điều trị rối loạn hô hấp từ hương nhu. Thứ mười, thúc đẩy vệ sinh răng miệng từ hương nhu. Thứ 11, hoạt động chữa lành vết thương từ dược liệu hương nhu. Thứ 12, thúc đẩy sự phát triển bình thường của tóc từ dược liệu hương nhu. Thứ 13, tốt cho sức khỏe sinh sản từ dược liệu hương nhu. Thứ 14, chất bảo quản thực phẩm từ dược liệu hương nhu. Thứ 15, nguồn chất thơm và dầu thơm từ dược liệu hương nhu. Đó là 15 phần mà dược liệu hương nhu mang đến cho sức khỏe con người, cũng như kênh Cây Thuốc Nam thông qua cho bà con nắm bắt được. Và sau đây thì mời bà con và các bạn nghe cái bài viết tiếp theo, đó là chữa bệnh từ dược liệu hương nhu. Sau khi bà con và các bạn có thể nhận biết được hương nhu là cây gì và chữa bệnh như thế nào, thì bà con và các bạn sẽ bất ngờ với những công dụng điều trị một số bệnh như tiêu chảy, đau bụng, hạ sốt, cảm lạnh. Dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ dược liệu hương nhu. Bài thứ nhất, bài thuốc trị tiêu chảy, đau bụng từ dược liệu hương nhu. Về nguyên liệu thì hương nhu bà con sử dụng 12g, tí tô 12g, mộc hoa 9g. Cách chế biến là đem tất cả các thảo dược sắc cùng với 3 chén nước nhỏ, cho tới khi cô còn cả lại 1/3 thì lọc bỏ bã lấy nước uống. Nước sắc được nên uống sau bữa ăn sáng và có thể chia thành 2-3 lần uống trong ngày cho đến khi hết bệnh. Và tiếp tục bài thuốc thứ hai, bài thuốc chữa bệnh hạ sốt đau đầu từ dược liệu hương nhu. Nguyên liệu là lá hương nhu tươi. Cách chế biến như sau: bà con rửa sạch một nắm lá hương nhu tươi rồi đem nghiền, nhuyễn, lọc lấy nước cốt, pha với một chút nước ấm uống ngay. Phần bã thì thu được thì sử dụng để chườm trên trán, thái dương, giúp giảm đau đầu, sốt cao. Nếu người bệnh có thêm biểu hiện đổ mồ hôi thì sử dụng thêm nước sáng dây. Đó thì trong cái bài thuốc mà chữa bệnh đau đầu hạ sốt thì bà con sử dụng khoảng 3-40g lá tươi, bà con giả vắt lấy nước uống. Và nếu mà người còn ra mồ hôi thì bà con cho uống thêm nước sáng dây để cho cơ thể mát lại. Và tiếp tục bài thuốc thứ ba, bài thuốc chữa cảm lạnh từ dược liệu hương nhu. Trong bài thuốc thứ ba này thì nó có hai bài. Bài thuốc số 1 là nguyên liệu, đó là cây hương nhu tươi 50g, hậu phát 200g, đậu ván trắng 200g. Cách chế biến là đem hậu phát tẩm gừng rồi nướng khô, đậu ván trắng hương nhu đem đi sau vàng, rồi đem tất cả tán thành bột mịn trộn đều với nhau. Mỗi lần dùng 8-10g, uống với nước ấm, uống mỗi ngày 2 lần trưa và tối, kiên trì cho đến khi khỏi bệnh. Đó là cái bài bệnh mà chữa cảm lạnh thì bà con sử dụng là ba dược liệu này nghiền thành bột. Và tiếp tục bài thuốc số 2 của bài số 3. Về nguyên liệu thì 100g hương nhu khô nghiền thành bột mịn, mỗi lần dùng lấy khoảng 8g bột thảo dược pha với nước sôi, ngày uống 2 lần cho đến khi khỏi. Và bà con và các bạn cũng nên phối hợp với phương pháp xông hơi để đạt được hiệu quả nhanh chóng bằng cách dưới đây. Cái cách mà xông hơi thì bà con sử dụng là lá hương nhu khô 15g, lá xả hoặc là lá ngải cứu 15g, lá bưởi 15g, lá tre 15g, lá khuôn diệp 15g, lá húng chanh 15g, cành táo hoặc là thanh táo thì 15g. Tất cả các dược liệu đó bà con rửa sạch rồi đem đun với nước cho tới khi sôi, thêm vài hột muối, rồi sau đó bà con đậy vung kín, tức là đậy cái nắp nồi lại cho kín, để nồi nước trong phòng kín gió. Rồi bệnh nhân cởi bỏ quần áo, ngồi cạnh nồi nước xong, mở nắp trùm kín chăn, xông hơi trong vòng 15-20 phút là bệnh cảm lạnh là sẽ khỏi. Và tiếp tục bài thuốc số 4, trị hôi miệng. Để trị được bệnh hôi miệng từ dược liệu hương nhu này thì bà con chuẩn bị là 10g lá hương nhu tươi. Cách chế biến là đem phần nguyên liệu trên đi rửa sạch rồi sắc với 200ml nước cho tới khi khô cạn còn phân nửa thì tắt bếp. Phần nước thu được để
ngậm trong miệng vài phút rồi súc miệng, kiên trì sử dụng trong 15 đến 20 ngày, mỗi ngày một lần để cải thiện tình trạng hôi miệng. Và tiếp tục bài thuốc thứ 5, bài thuốc chữa cảm lạnh mùa hè từ dược liệu hương nhu. Để chữa được bệnh này thì bà con sử dụng là dược liệu là hương nhu 12g, cát trăng 12g, diếp cá 12g, điền cơ hòn 12g, mộc hương 4g, xương bồ 8g. Cách chế biến: đem tất cả thảo dược trên sắc với nước, chắc lấy phần nước uống trong ngày. Bà con sử dụng là 500ml nước, sắc còn 200ml nước, chia làm 2 lần uống trong ngày, uống trước hoặc sau bữa ăn tiết. Và tiếp tục bài thuốc thứ 6, bài thuốc chữa nước tiểu độc, bệnh phù thủng từ dược liệu hương nhu. Để chữa được bệnh này thì bà con chuẩn bị dược liệu như sau: hương nhu 9g, cỏ tranh 30g, cỏ ít mẫu 12g. Cách chế biến như sau: đem toàn bộ phần thảo dược trên, lấy 600ml nước, sắc cho tới khi cạn còn 1/3 thì sàng lọc, lấy nước chia thành 2 lần uống trong ngày, sử dụng liên tục trong 10 ngày sẽ có chuyển biến tích cực, bệnh tình sẽ khỏi. Và tiếp tục bài thuốc thứ 7, bài thuốc chữa trường vị bị viêm cấp tính kiết liệt. Để chữa được bệnh này, bà con chuẩn bị dược liệu như sau: hương nhu 12g, hồng lạc liệu 12g, thanh hao 12g. Cách chế biến: các loại thảo dược rửa sạch để uống hàng ngày cho đến khi hết bệnh. Thì bài này thì bà con sử dụng là nửa lít nước, sắc còn 200ml và chia làm 2 lần uống trong ngày. Và tiếp tục là phần thứ 8 là bài thuốc gội đầu kích thích mọc tóc từ dược liệu hương nhu. Ở trong bài 8 này thì có 2 bài, 2 cách sử dụng để giúp tóc mọc khỏe hơn. Bài 1, bài thuốc giúp mọc tóc cho trẻ em. Để làm được điều này thì bà con chuẩn bị dược liệu như sau: lấy 40g hương nhu, hãm với 200ml nước, đun cho tới khi cô đặc thì tắt lửa. Cách chế biến: trộn nước thuốc với mỡ lợn vừa đủ rồi dùng hỗn hợp này so lên đầu của trẻ, mỗi ngày thực hiện 1 lần đến 2 lần. Khi sử dụng bài thuốc cần vệ sinh sạch sẽ da đầu của trẻ trước khi bôi, không sử dụng trên vết thương hở, lở loét hay chảy máu để tránh viêm nhiễm. Và tiếp tục bài thuốc thứ 2 của bài thuốc thứ 8, bài thuốc trị rụng tóc. Để chuẩn bị bài thuốc trị rụng tóc này, bà con chuẩn bị dược liệu như sau: hương nhu 10g, lá hoặc vỏ của trái bưởi 10g, nếu bà con không có vỏ bưởi thì bà con hái lá bưởi, và bồ kết là 10g. Chế biến là cách đun sôi các thảo dược trên với 3 lít nước, pha thêm nước nguội vừa đủ để gội đầu, mỗi tuần thực hiện 2 lần để giúp tóc mọc mềm mượt, chống gãy rụng và kích thích tóc mọc rất hiệu quả. Tóm lại thì hương nhu được coi là thảo mộc với nhiều công dụng tuyệt vời, hiệu quả trong việc chữa bệnh từ dân gian. Tuy nhiên, hương nhu là cây rất ít người biết đến, vì thế khi sử dụng hương nhu chữa bệnh cần được tư vấn chi tiết bởi thầy thuốc đông y. Thì trên đây thì kênh Cây Thuốc Nam cũng giới thiệu cho bà con là 8 bài thuốc chữa bệnh từ dược liệu hương nhu. Có một số dược liệu thì bà con là không biết nó kiếm nó ở đâu, thì bà con cứ ra tiệm thuốc đông y và ghi lại cái tên thuốc trong những cái to thuốc mà kênh Cây Thuốc Nam vừa nêu trên, thì ở tiệm thuốc đông y bà con sẽ mua được tất cả các cái dược liệu trên. Và nên nhớ rằng bà con mình sử dụng dược liệu dù là thuốc đông y, thuốc nam, bà con vẫn giữ đúng cái liều lượng mà thầy thuốc đã cho phép sử dụng. Bà con không nên sử dụng quá liều, sử dụng mà thầy thuốc đã nêu ra to thuốc trong bài viết hôm nay. Chúc cho bà con chọn cho mình được những cái dược liệu phù hợp với bệnh của bản thân và chúc cho bà con mau hết bệnh. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này, và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.